Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng bí thư ca ngợi công cuộc chống tham nhũng Ngày 22 tháng 11, VOA Tiếng Việt cho hay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp chống tham nhũng yêu cầu hợp đồng tác chiến VOA cho biết hôm 22 tháng 11, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ca ngợi công tác phòng chống tham nhũng tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong bối cảnh nhiều vụ đại án diễn ra gần đây đang làm chấn động công chúng. Gần nhất là vụ vạn thịnh phát với số tiền mà các quan chức nhận hối lộ hàng triệu đô la. Báo cáo tại cuộc họp cũng đề cập đến một loạt các đại án như vạn thịnh phát, ngân hàng SCB, công ty Việt Á, tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Sài Gòn Co-op, v.v. Đã có 76 tổ chức đảng bị kiểm tra vì liên quan đến các vụ án ở tập đoàn FLC, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty AIC. Theo đó, 57 đảng viên đã bị xử lý kỷ luật, trong đó có 7 cán bộ, diện bộ chính trị, ban bí thư quản lý, bao gồm 3 nguyên bí thư tỉnh ủy, 4 chủ tịch, nguyên chủ tịch, ủy ban nhân dân tỉnh, vẫn theo trang tin của chính phủ Việt Nam. Hình ảnh bài trên VOA. Dường như đối với ông Trọng, việc phá được nhiều án nhiều đại án là thành tích, là công lao của Đảng. Tuy nhiên, có vẻ như ông không thèm quan tâm đến hậu quả của các đại án này đối với nền kinh tế và sự ổn định xã hội, cũng như ông bất chấp một điều quan trọng, đó là cần ngăn chặn tham nhũng trước khi nó xảy ra, hơn là để mặc cho tham nhũng phát triển rồi đi đánh án. Theo VOA tại cuộc họp, ông Nguyễn Phú Trọng ca ngợi công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực làm ngày càng tốt, có thêm nhiều kinh nghiệm, bài học và nói thêm rằng cần xây dựng lý luận về công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Việt Nam. Các vụ đại án tham nhũng nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận như vụ Việt Á, AIC, FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát được yêu cầu phải tập trung điều tra và xử lý nghiêm mỉa mai thay việc xử lý nghiêm của ông trọng lại là cho phép tự nguyện nộp lại tiền tham nhũng và tự nguyện từ chức thì sẽ miễn cho xử lý hình sự đồng thời trong một vụ án một tội danh đã có sự bất tương xứng trong kết luận điều tra của công an cũng như tội danh đề nghị khởi tố khiến cho dư luận bất bình như vậy thử hỏi ông trọng sự nghiêm minh của pháp luật ở chỗ nào Hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người khởi xướng công cuộc đốt lò từ năm 2016 đến nay. VOA dẫn một số tổ chức định chế quốc tế theo dõi Việt Nam lâu nay đánh giá rằng tham nhũng là một vấn đề dài dẳng ở Việt Nam trong nhiều năm và càng trở nên trầm trọng hơn do những thách thức cố hữu của nhà nước độc đảng như nền pháp quyền yếu kém, thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình cũng như mối quan hệ mạnh mẽ giữa chính trị và kinh doanh. Vì vậy, cho biết thêm, kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng phát động chiến dịch đốt lò vào năm 2016, rất nhiều quan chức đã bị cách chức, khai trừ khỏi đảng hoặc bị bỏ tù vì tội tham nhũng. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng của ông đã gây tranh cãi bởi một số ý kiến cho rằng nó cũng là công cụ thanh trừng lẫn nhau giữa các phe phái trong đảng về mặt xã hội những con số khủng về số tiền nhận hối lộ trong nhiều vụ đại án tham nhũng những năm gần đây đã khiến người dân sốc và bức xúc nhưng điều công chúng quan tâm nhiều hơn chính là số tiền thu hồi có được trả lại cho dân hay không thực tế cho thấy vụ chuyến bay giải cứu nhà cầm quyền đã làm lơ hành khách trong các chuyến bay này những nạn nhân trực tiếp của vụ án vụ việt á cũng không hề đề cập tới thiệt hại của người dân những người bị ngoáy mũi với số tiền có thể lên đến hàng triệu do công việc cần đi lại của họ. Vụ ngân hàng SCB thiệt hại của dân rất cụ thể rõ ràng, nhưng không biết chính quyền sẽ xử lý ra sao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Tổng bí thư ca ngợi công cuộc chống tham nhũng. Việt Nam bị Mỹ từ chối hơn 1.000 đơn hàng liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu từ Tân Cương. Ngày 22 tháng 11, AFA tiếng Việt loan tin, Mỹ từ chối nhập hơn 1.000 lô hàng của Việt Nam liên quan đến lao động cưỡng bức Trung Quốc. AFA dẫn tin từ một hãng tin quốc tế cho hay, kể từ khi được áp dụng vào tháng 6 năm 2022, các quy định chặt chẽ hơn của Hoa Kỳ nhằm giải quyết các vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc đã dẫn đến việc kiểm soát hơn 6.000 chuyến hàng chở hàng hóa trị giá hơn 2 tỷ USD cho đến tháng 9 năm 2023, tháng gần nhất mà dữ liệu hải quan Hoa Kỳ có sẵn. AFA dẫn dữ liệu chính thức từ Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ công bố hôm 14 tháng 11 cho thấy Việt Nam có 2.070 lô hàng bị kiểm soát chỉ trong năm tài chính 2023 với trị giá gần 550 triệu USD, có hơn 1.100 lô hàng, trong số đó bị từ chối nhập khẩu chiếm tỷ lệ 57%, với trị giá 230 triệu đô la. 330 lô hàng chờ được phê duyệt chiếm 16% và 554 lô hàng được thông quan. Hình ảnh bản tin trên AFA. Theo AFA trong số lô hàng bị từ chối nhập cảnh có 50% thuộc về danh mục vật liệu công nghiệp và sản xuất, 30% là mặt hàng điện tử, 19% là quần áo giày dép và dệt may, 1% còn lại là máy công nghiệp và sản phẩm tiêu dùng. Đỉnh điểm là vào tháng 9 năm 2022, 126 lô hàng của Việt Nam trị giá hơn 42 triệu USD bị kiểm soát, gần 98% bị từ chối nhập cảnh hoặc bị giữ lại để kiểm tra, gồm hàng điện tử và giày dép dệt may. Những số liệu này phù hợp với thực tế là các công ty xuất khẩu tại Việt Nam hiện đang đói đơn hàng trầm trọng đến mức hàng loạt các công ty phải đóng cửa, hàng trăm ngàn công nhân bị sa thải. Điều này đặc biệt nghiêm trọng đối với ngành dệt may, một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Cũng theo hãng tin quốc tế, hơn 2 phần 3 số hàng hóa bị từ chối hoặc bị giữ lại đến từ Malaysia, hoặc Việt Nam, những nước xuất khẩu lớn các tấm pin mặt trời và chất bán dẫn sang Hoa Kỳ. Việt Nam cũng là nhà cung cấp hàng đầu về dệt may, da dày và may mặt. Tân Cương là nơi sản xuất bông và polysilicon lớn được sử dụng trong các tấm quan điện và chất bán dẫn. AFA cho hay không rõ liệu các công ty có tạm dừng giao hàng vì những vấn đề đau đầu về việc tuân thủ đạo luật của Mỹ hay không vậy cũng cho biết Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hôm 16 tháng 11 đề nghị Hoa Kỳ xem xét lại Việt Nam bị liệt trong nhóm các nước mà Washington đã hạn chế xuất khẩu chip chất bán dẫn, hình ảnh ngành dệt may đói đơn hàng. AFI dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam công bố hồi tháng 10 cho rằng xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ từ đầu năm gặp khó khăn do nhu cầu thị trường suy giảm nên kim ngạch xuất khẩu giảm khoảng 15 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, cùng kỳ đạt 85,2 tỷ USD. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Điều trớ trêu là Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ với hy vọng việc này sẽ giúp cho hàng hóa của Việt Nam vào Mỹ dễ dàng hơn. Thậm chí, ông Võ Văn Thưởng còn kêu gọi Mỹ không nên cứng nhắc theo quy định để công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường dựa vào quyết sách chính trị. Tuy nhiên, đời không như là mơ và Hoa Kỳ là một quốc gia pháp quyền vẫn tuân thủ chặt chẽ luật pháp của họ cho dù mới vừa nâng cấp quan hệ. AFI cho biết thêm, Washington đã cáo buộc Trung Quốc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, trong khi các nhóm nhân quyền lên án việc sử dụng rộng rãi các trại giam và lao động cưỡng bức. Trung Quốc đã phủ nhận mọi cáo buộc lạm dụng kể từ khi đạo luật bảo vệ lao động cưỡng bức người duy ngụ nhĩ của Hoa Kỳ ban hành, các nhà xuất khẩu phải chứng minh sản phẩm của họ không bao gồm bất kỳ nguyên liệu thô hoặc thành phần nào đến từ Tân Cương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin Việt Nam bị Mỹ từ chối hơn 1.000 đơn hàng liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu từ Tân Cương. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm d